Cho bạn trong video này tôi giới thiệu các cái bộ pin thay thế cho cái pin gốc của máy bắn vít cầm tay cọc Nationa EZ6225. Tức là các cái máy mà sử dụng pin 3,6V. Máy này thì có một loại nữa là 6220 sử dụng pin 2,4V. Thì trong video này tôi làm cái bộ pin thay thế cho cái máy 3,6V trước. Tức là các cái máy mà sử dụng pin EZ9025, pin cao kiểu này, các máy sử dụng pin 3,6V. Hai cái máy của tôi ở đây đều là 6225, một máy chết một máy chạy. Thì các cái pin này nó sẽ được thay thế bởi một cell 18650. Đây là một cái bộ pin mà chỉ gắn một cell 18650. Ở trong cái bộ pin này tôi đã tích hợp cái cổng sạc micro USB. Về lý thuyết thì chúng ta có thể tích hợp các cổng sạc IC hoặc là cái cổng sạc DC. Ví dụ đây là cái vỏ pin sử dụng cổng sạc DC. Pin thì được ghi nhiều màu nhưng chủ yếu là màu đen hoặc màu đỏ, chủ yếu là màu đen. Lắp vào thì nó giống như là pin zin thôi. Mấy con máy này thì nó không được tốc, chỉ có nhanh chậm thôi. Đây chậm này, đây nhanh này. Mà thấy là cái gờ ở đấy thiết kế nó khá là lỏng, chỉ ấn nhẹ là tháo được thôi. Thì các cái này thì nó sẽ được, đây nó có cái cổng sạc này, nó có cả cái đèn báo sạc. Tức là khi sạc sạc đang sạc cái sạc đầy nó sẽ báo đấy. Chúng ta sẽ sạc thông qua cái bốc sạc dự phòng cũng được. Ở máy này thì nó chết rồi, cho nên là nó sẽ không chạy. Này chết rồi, máy này xấu. Thì cái bộ pin này sẽ giúp các bạn thoải mái hơn khi mà lựa chọn các cái máy cũ. Bởi vì các máy cũ thì thường pin cũ như CD của nó thường là pin hỏng. Bạn đổ lại thì bạn sẽ có một cái lỗ sạc đây, nhìn nó khá là xấu. Hơn nữa lỗ sạc đây thì bạn sẽ phải cắm tiếp cái adapter sạc 4,2V mà. Thì cái bộ pin này thì tôi tích hợp sẵn, nó gọn hơn cái vỏ cũ cồng kềnh hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái lựa chọn. Nó có 3 lựa chọn: cổng micro USB này, cổng DC này và cổng sạc Type-C. Xin các bạn đã theo dõi.